Hello, xin chào các bạn. Đây cũng là đài 28 các bạn. Diện tích ở đây là 1,5 hecta. Đây bên đây GVT này. Bên đây là 28 của mình. Mới bón phân đón đồng được 2 bữa. Đủ khá là tốt nha. Có cò gạo quá. Lại gà. Hôm nay mình làm 4 miếng nha các bạn, nhưng mà cái mấy miếng kia đó là mình 6 đêm mình bắt đầu mình xịt cỏ, cỏ sót lại. Cái xong đó là mình mới vô nước. Thì nó không có cỏ gạo nữa các bạn. Còn miếng này mình thấy đất lung nè, định là không có cỏ nhưng mà cuối cùng nó lại có cỏ gạo. Có gạo này các bạn. Quá chừng có gạo luôn. Mọc thì không nhiều nhưng mà nhà thì tiêu đất. Anh em nào có kinh nghiệm về có gạo chia sẻ giùm các bạn. Anh em nào có kinh nghiệm á, có kinh nghiệm gì có gạo thì chia sẻ giùm chúng mình ha, rút kinh nghiệm du tới. Và thôi mình dừng video ở đây ha, chào các bạn.